Rồi chào các anh em. Thì các anh em có nhiều anh em hỏi mình là dạo này không có bọc cành, bọc kèo gì à? Thì mình vẫn bọc liên tục nha, thực sự luôn. Cứ bọc một cái mà lên clip thì đúng là không biết bao nhiêu clip chứa cho vừa. Thì hôm nay mình lên clip đấy là mình bọc cái cành. Đây, mình bọc cái cành cắt đoạn này chỉ có 30 phân thôi. Này. Đây các anh em nhé, cắt đoạn là 30 phân đấy. Để bọc vào cho súc ích cho một người anh em thì cắt từ cành 800 mm ra đây, 1 16 800 mm thì sẽ dư một đoạn là 50 phân đây. Đấy, mình lỡ quét dầu xong mình bọc vào mất rồi. Đây dư một đoạn 50 cm đây. Đấy, thì mình ngoài đoạn 50 cm này ra thì mình còn có đoạn 36 phân này. Đây là những cái đầu vào nhé các anh em. 36 phân này. Cái này cũng 36 phân nốt. Cái này cũng 36 phân. Hai cái 36 phân này. Cái này gần 37 đấy các anh em ạ, gần 37. Đấy. Cái này thì xem là bao nhiêu này, cái này 40 phân này đó. Anh em nào thích đầu vào nhé, đầu vào liên hệ mình, giá đầu vào thì bao giờ nó cũng sẽ rẻ hơn đầu thoát rất nhiều. Giá đầu vào thì nó, cái đầu vào đặc điểm của nó là không có cho ke, mà nó đắt ở cái là có cho ke hay không có cho ke đấy các anh em ạ. Đây thì mình đã bọc hai chiếc cho condo rồi, đây là một chiếc 500 và một chiếc 600 đó, một chiếc 500 và chiếc 600, nó chênh nhau 10 phân đó. Và đây là từ hai cành zin nhé chứ không phải là cành cắt đâu đó. Đây đầu đầu vào đây đấy, có cái vòng khuyên ngấn đây đó, hai cái dài 500 và 600 mm. Và bây giờ mình sẽ bọc luôn cái này cho các anh em. Đối với lại cái mẫu 30 cm này thì chả phải chêm chặn, đụng gì vào cái vấn đề này cả đâu. Đối với lại cái này thì mình đã có bộ, những bộ bọc các anh em bọc bất kỳ chiều dài luôn. Đấy. Thì các anh em chỉ cần báo chiều dài cho mình rồi mình gửi bộ bọc cho các anh em nhá. Của mình ấy thì là cái sin âm bên trong này này. Đấy các anh em nhìn thấy sơ sơ ở trong này có hai cái rãnh xin âm nhé, hai rãnh xin âm nó ở ngay vị trí này này, cái xin âm nó ở gần lỗ lên hơi để mục đích là cái hơi nó lên đến đây thì cái xin nó chặn ở ngay đoạn này rồi, nó sẽ không mất một đoạn hơi ở phía bên cạnh giữa cái cành và cái sơ mi đấy, thì càng gần càng tốt. Đây đầu vào đây. Đấy, mút rất là mút nhé các anh em nhé. Đấy, rất là mút nhé. Mút như này là nó vẫn đảm bảo kín khí. Đó. Mình sẽ tiến hành nhỏ một ít keo lên đây. Keo này nó có tác dụng là cố định cái cành và cái sơ mi. Đó. Tiếp nữa là cái phần sơ mi này. Nếu mà các anh em làm sơ mi một khúc ý, thì sơ mi một khúc thì bắt buộc các anh em sẽ phải làm rãnh chích ở tận phía ngoài này này. Rãnh chích sơ mi các anh em làm ở tận ngoài phía này thì ở đoạn giữa cành và sơ mi một khoảng như thế này. Đấy, sẽ có một khoảng như này. Đối với cành có 30 cm thì chúng ta sẽ không phải chêm chặn cái gì vào bên trong nó cả đâu. Quá nhanh luôn đấy. Thế là đã bọc xong cho cái cành dài 30 phân cho FX.
Các anh em chỉ cần kìm cặp nhẹ ở đây, vặt nhẹ một chút thôi. Tại sao tôi lại không làm cái để mà các anh em có thể vặn một cách dễ dàng hơn? Đấy, không để dùng cờ lê ở đầu này để vặn cho nó dễ hơn. Bởi vì như thế này, khi mà các anh em sở hữu được cái cờ lê trong tay, các anh em vặn ấy, rất nhiều anh em sẽ không định hướng được cái vấn đề là nếu các anh em vặn ép bằng một cái lực mạnh thì cái cành bên trong này nó sẽ bị cong lại. Đấy, khi các anh em vặn như thế này thì chỉ cần kìm kẹp rất nhẹ, các anh em sợ nát gen chắc chắn là không dám kẹp mạnh. Đấy, không dám kẹp mạnh thì không dám vặn mạnh, mà không dám vặn mạnh thì đảm bảo rằng là cành nó vẫn thẳng. Còn nếu các anh em vặn mạnh, kẹp chặt, vặn mạnh thì là cành nó sẽ bị cong ở phía trong. Đó, như này là xong rồi đấy các anh em. Đó, những đầu mẩu dư này hiện tại mình đang có 4 đầu mẩu dư này, anh em nào thích thì liên hệ với mình nhé. Rồi, chào các anh em.